Minh á, thì ở đây mình chỉ có đưa ra thì cái phần này mà tập tâm thôi, còn lại có một slide á mà cô hay là thầy cô có nói là cái buổi dạy tập thì cô hỏi cho chị nữa, còn lại là những cái phần nào liên quan đến của cô Xuân với thầy cô dạy thì sẽ không có bài, thành ra là chị sẽ học hết. Nếu trường hợp mà cô Xuân với thầy Minh có cho chị là bỏ bớt những slide nào đó thì chị có thể bỏ, còn lại đây mình chỉ đi những cái mà sơ lược cho chị lại thôi. Rồi, ở đây chị sẽ lưu ý phần đầu tiên. Phần đầu tiên của mình trong phần đại cương về chất độc là việc phân loại của các nhóm chất độc. Và các việc phân loại ở đây thì nó sẽ có những cái điểm. Là slide tiếp theo của mình, mình sẽ có một số cái bảng, mình có hai cái bảng liên quan đến việc là hệ thống phân loại. Anh chị có bảng đó đúng không? Vậy thì cái việc phân loại ở đây để mà mình có thể chia cái cấp độ hay là mức độ độc ra thì cái bảng thứ nhất đó chính là hệ thống phân loại chất độc dựa trên giá trị LD50 và Lindner được mũ đổi chuột. Trong phần này chia cho mình là 6 cấp độ độc. Anh chị nào chia cho mình là 6 cấp độ độc. Rồi, chia mình là 6 cấp độ độc ha. Trong phần này thì mình sẽ lưu ý là với các cấp độ độc này thì nó sẽ có cái giá trị LD50 là bao nhiêu. Vậy thì ở đây anh chị mình cũng biết là cái giá trị LD50 rồi ha. LD50 là liều gây chết cho 50% số lượng các thể được miễn nhiễm đối với lại một chất hoặc chất nào đó. Thì đây mình sẽ xác định là giá trị gây chết 50%. Vậy thì ở đây đối với hệ thống thứ nhất, mình sẽ lưu ý là giá trị LD50 với từng mức độ độc thì có thể là có những câu hỏi liên quan đến việc là giá trị LD50 dùng đơn từ mức độ chuột với mức độ độc tính trung bình thì nó sẽ là khoảng bao nhiêu. Anh chị ha, thì đó là 50-500 mg/kg. Thì các con này thì sẽ lưu ý cái giá trị. Thì ở bên này thấy là cái phần Venom Vita của tâm nó nằm ở mức độ độc tính số 2, độc tính cao. Và liều sẽ là khoảng 1-50 mg/kg. Nó không có giá trị cụ thể. Anh chị không? Nên trong phần này thì mình sẽ lưu ý những một là cấp độ độc và hai là cái giá trị liều gây độc. Rồi cái bảng thứ hai của mình liên quan đến việc là sự phân loại độc tính dựa trên liều gây chết là ở liều nặng 70 kg. Nó cũng tương tự như vậy luôn, cũng chia cho anh chị là 6 cái mức độ độc và có cái liều của cái giá trị gây độc đó. Thì phần này nó có tầm khoảng một vài câu thì nó vài câu liên quan đến hai bảng phân loại này. Rồi, cái điểm thứ hai lưu ý cho anh chị là có thể là tuần sau chị học bài thuốc bổ thực vật á, thì trong thuốc bổ thực vật sẽ ghi có cho anh chị là tiền là đang nói đó thì mình sẽ nói phần này luôn cho anh chị là cái phần liên quan đến là cái độ độc hay là giá trị gây độc LC với LD chị ha. Thì trong một vài cái câu hỏi kiểm tra thì có thể sẽ không cho anh chị là giá trị gây độc
theo được bốn hai giá trị, nghĩa là theo cái việc mà không khí này thì ở đây mình sẽ dựa trên hai cái giá trị là LD với LC để mình xác định lên thì ha. Thì trong đó LD là cái giá trị mà điều chỉnh nhiệt trong bình sẽ đọc ra được bốn tổng tiếp xúc. Thầy ơi, bài đó. Bài đó cũng là từng bột. Bài cũng là từng bột ha. Tôi uống tôi từng sau thì sẽ học bài này. Từ từ. Những slide cuối cùng của phần đó thì nhiều ở trong limit mở
má. Cái phần chuyển hóa ở đây thì mình sẽ lưu ý dùm là hai cái ca chuyển hóa của cái chất độc chuyển hóa pha 1 và pha 2. Đối với trường hợp pha 1 và pha 2 ở đây thì anh chị mình không cần phải nhớ cái phản ứng ở bên trong, anh chị không? Nè, cái thì cần nhớ là gì? Những phản ứng nào có thể xảy ra trong hai pha, và chính những phản ứng nó sẽ giúp cho việc là chuyển hóa cái nhóm chất độc này một cách dễ dàng hơn. Cái thứ hai chị cần lưu ý là cái việc chuyển hóa ở hai ca này sử dụng những nhóm hợp chất hỗ trợ là gì, hay là cái nhóm enzyme là gì? À, chị là cái nhóm enzyme là gì? Thường nhất mình sẽ thấy là gì? Các nhóm liên quan đến monooxygena, và ở trong đó phần lớn mình sẽ có là cytochrome B450, hai là sự tác động của cytochrome oxida, ba là nhóm tác động liên quan đến hemoglobin, và bốn là myoglobin. Thì đó chính là cái chuyển hóa và cơ chế tác động của cái nhóm chất độc luôn. Thì trong phần này thì có hai cái pha chuyển hóa được chị mình tự xem giùm ha. Các bạn ứng bên trong đó là gì? Rồi chuyển hóa pha 1 và 2 như thế nào? Chị mình tự xem giúp. Nó có khoảng tầm khoảng 5 slide gì đó. Ví dụ như trong trường hợp mà chị đang ở phần của chất phân lập
chị sẽ có một số cái nhóm chất mà nó có khả năng là chống lại cái tác động dược lý của các nhóm chất gây nghiện theo quy định. Chứ trong trường hợp này mình có là cái naloxone với lại naltrexone. Và cái nhóm chất này được kết hợp với việc là điều trị cai nghiện, chống tái nghiện, khi sử dụng chúng với lại là đơn độc điều trị. Thì phần này thì mình sẽ lưu ý tên của nó dùng. Thì đó nó chính là cái phần mà liên quan đến việc là các nhóm chất điều trị của can ra đây. Rồi cái nhóm thứ hai thì mình cần lưu ý là trong bài thuốc bảo vệ thực vật, trong cái bài thuốc bảo vệ thực vật của mình, hoặc là trong trường hợp ở đây là cái bài liên quan đến cellulose này, ở đây là cellulose gì ha? Cellulose thì sẽ là chuyển đổi các nhóm chất liên quan đến hemoglobin và myoglobin và sử dụng các nhóm ví dụ như là nitrat, nitric thì nó sẽ chuyển đổi để nó đổi sắt. Do cái cơ chế tác động của CO2 ở đây là tác động vào cái can dion sắt trong cái nhân hen của cái cyclohexane oxide. Anh chị ha. Vậy thì trong cái trường hợp ở đây thì mình sẽ thấy là nó có những cái nhóm chất mà chống lại cái tác động hay là chống lại cơ chế. Tương tự như vậy trong trường hợp của bài thuốc bảo vệ thực vật tuần sau chị mới học, thì trong bài thuốc bảo vệ thực vật nó có là cái cơ chế tác động của ví dụ trường hợp của thuốc trừ sâu hữu cơ và thuốc phốt pho chẳng hạn. Cơ chế cái động ở đây là cái quá trình tác động dựa trên việc ức chế các nhóm enzyme liên quan đến cái acetylcholine sterase và methylcholine sterase. Đối với nhóm chất này, phương pháp nào là phương pháp
vô mới sinh chẳng hạn, nó có nhiều cái phương pháp nhỏ hơn bên trong, thì anh chị mình sẽ lưu ý tên của nó, tùy thuộc vào cái bài của mình, tùy vào cái bài của mình học. Thì mỗi môn chất ở bên trong sẽ có cái phương pháp để làm cho con định tính và định lượng, thì khi đó nó sẽ có cái phương pháp phân lập cho anh chị đi. Thì trong trường hợp này cũng vậy,
thì những nhóm chất ở đây nó đều có cái tác động tương tự như vậy. Thì tôi nghĩ là hỏi chị hai giai đoạn đó, chị nói cái tin nhắn thì sẽ có một số biểu hiện là cái cầu chóng mặt, nóng ran, bị khô, mặt đậm nhăn và buồn nôn. Giai đoạn sau là con lòng tử không có đáp ứng và có phản xạ với ánh sáng. Thì bình thường mình chỉ nói hai giai đoạn đó thôi, còn giai đoạn ở phía sau nữa thì không có đề cập, bởi vì giai đoạn đó liên quan đến cái phần cổ động của một viên. Rồi cái bạn liên quan đến vấn đề nó khô hơn chị Lâm, cái hấp khô của một viên opioid chị mình sẽ lưu ý dùm. Bạn hấp khô sẽ có hai slide. Rồi cái tác động dược lý, thì cái tác động dược lý ở đây là nó dựa trên cái cơ chế tác động của một viên. Là hôm trước có nói cho chị về cái phần mà tác động của một viên rồi, thì mình thấy một điểm là gì, cái morphine của mình thì nó sẽ tác động dựa trên cái việc là tăng cường sự sản sinh ra các nhóm kích thuận tự nhiên. Thì, thì tùy theo từng trường hợp nó sẽ là những nhóm chất gì, ví dụ trường hợp ở đây phần lớn nhất là endorphin, hai là trường hợp của serotonin, còn đối với trường hợp của cocaine và amphetamine thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó có thể cho này những nhóm chất khác. Thì thường nhất vẫn là dopamine. Rồi ở đây mình sẽ có là một số các triệu chứng xuất hiện theo thời gian hơn chị không? Ví dụ như các triệu chứng này nó sẽ xuất hiện khi mà sử dụng, sau khi sử dụng từ 8 đến 12 giờ, sau khi sử dụng từ 2 đến 3 ngày, thì các triệu chứng này là như thế nào? Thì nó sẽ tăng theo thời gian và các biểu hiện hay các triệu chứng này chị sẽ xem trong slide. Rồi thì ngộ độc cấp, ví dụ ngộ độc cấp của học viên hôm nay thì mình sẽ xem trong slide này. Cái phần nghiện và cai nghiện ở đây thì mình sẽ không có cho thi anh chị nữa, nhưng mà chị sẽ lưu ý cho các nhóm được sử dụng cho việc điều trị và các nhóm được sử dụng để mà hỗ trợ cho việc điều trị cai nghiện. Ví dụ ở đây được sử dụng là cái naltrexone chẳng hạn. Naltrexone ở đây là chống lại cái tác dụng gây sản khoái của opioid, và trong quá trình điều trị cai nghiện thì người ta sẽ sử dụng cái naltrexone để cho cái hỗ trợ cho cái tái nghiện, là họ sẽ sử dụng với mức độ tăng dần là từ 25mg đổ lên, hoặc là có thể kết hợp thêm một số cái nhóm thuốc khác. Thì mình sẽ lưu ý ba cái nhóm này với lại cái nhóm đó thôi. Rồi anh chị mình sẽ học về cái bảng định tính của thuốc dự trung bằng cao huyết. Anh chị Anh bảng thuốc dự trung bằng cao huyết hôm trước đó chị còn này rồi đi thi dự thi thì mình sẽ có tầm khoảng 6-7 câu liên quan đến phần này, có thể dùng hơn phần cuối thi cũng có tầm vài câu. Thì phần này là phần chính cho việc đề